đi. Rồi giờ dẹp dẹp đồ cúng cho ngoại. Giỏi đi. Trời ngọt dẹp chịu làm biết tới chừng nào mới xong. Kêu nó lấy hai tay hai cái. Con chạy dữ không? Phải làm đó, kêu làm là phải lắm. Dạ dẹp 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 dẹp. Dẹp tiếp. Cúng xong rồi dẹp. Hai tay hai trái luôn, cho lẹ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dẹp 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 dẹp. Dẹp nó kiểu lớn chắc tới mai mà còn. Chỉ còn gì nữa. Ngọt rảnh mà. À, cái đó giả ngọt, dẹp cái quýt nè. Dẹp cái quýt nè. Ừ, dẹp cái quýt cho ngon lại. Hai tay luôn cho nó lẹ. Tao bên kia nữa. Thấy chưa? Còn nữa kìa. Không chịu, nãy đưa rồi, không chịu. Mấy thằng trái vậy hả? Hết. Dạ. Trời ơi, nó hết luôn kìa. Hết. 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 Rồi dĩa sao? Cái dĩa, còn cái dĩa. Còn cái dĩa đưa cho bà ngoại đi. Lấy cái dĩa đưa cho bà ngoại. Lấy dĩa cho bà ngoại. Hết. Còn cái dĩa, còn cái dĩa. Còn cái dĩa nữa. Đưa cho bà ngoại cái dĩa đi. Lấy cái dĩa đưa cho bà ngoại. Hẹn lên, hẹn lên. Trời, bà lấy ra. À, giờ đi lấy cái dĩa cho ngoại đi, lấy cái dĩa nữa. Nói gì? Giờ đi lấy dĩa cho ngoại. Giờ đi lấy cái dĩa. Dạ, lấy cái dĩa, lấy cái dĩa. Cái dĩa nè. Nè, cái dĩa nè. Đưa cho bà ngoại. Đưa cho bà ngoại nha. Giỏi quá. 11 giờ mấy chứ? Ở trên nữa. Trên nữa còn lấy tới không? Trời. Tới không? Dư sức. Rồi. Dẹp. Trời chảy cái kiểu này còn một hai dĩa đó tới tới chiều luôn đó. Rồi thêm. Lao động. Exercise cho xuống ký. Exercise cho lát chiều ăn mới đã. Tao chỉ nó một cái nó biết liền nha. Chỉ nó một cái là nó biết liền à. Đem lại cho nó coi cái. Đem lại cho nó coi cái. Mở đâu, một chạy mở đâu. Hả? Nhà chị em đem lại cho nó coi cái là nó đem làm nó biết liền. Chạy tới chừng nào mới xong vậy ngọt. Thôi không quay nữa nha. Mệt quá Ngọc ơi. Quay hết quay hết cho nó, để cho cái hết hết điện thoại luôn còn chưa xong nữa.